thêm một chuyện nữa. Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng mình cùng nhau nghe câu chuyện bắt đầu ở một nơi không có cây cối, không có màu xanh. Nhưng rồi ở đó có một khu vườn hiếu kỳ, nhờ một cậu bé tò mò thích khám phá mọi ngóc ngách. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện Khu vườn hiếu kỳ của tác giả Peter Brown qua bản dịch của Mẹ Mây và Lá. Có một thành phố không hề có cây cối, không hề có những khu vườn hay bất kỳ một mảng không gian xanh nào hết. Mọi người đều chỉ ở trong nhà. Hẳn là bạn có thể tưởng tượng được nơi đó buồn tẻ đến mức nào. Tuy nhiên, có một cậu bé tên là Liam rất thích được ra ngoài. Thậm chí, những ngày mưa giả rích, khi những người khác đều ở trong nhà, thì chúng ta vẫn thấy Liam đang thích thú dẫm lên những vũng nước trên khắp khu phố. Buổi sáng hôm đó, Liam khám phá ra những điều mới mẻ tuyệt vời. Khi bạn ấy đang đi dạo theo tuyến đường tàu bỏ hoang như thường lệ, thì tình cờ gặp một cầu thang tối. Đường tàu đã bỏ hoang từ lâu, Liam rất tò mò muốn khám phá lối đi phía sau cầu thang. Vậy là bạn ấy trèo lên, mở cửa và bước ra. Điều đầu tiên đập vào mắt Liam là một mảng màu cằn cỗi. Bạn ấy không nghĩ rằng sẽ thấy cây cỏ hoa dại ở đây. Nhưng khi lại gần, Liam nhận thấy có những cái cây đang chết. Chúng cần được chăm sóc. Liam không phải là một người làm vườn, nhưng bạn ấy biết là mình có thể làm điều gì đó. Vậy là ngay ngày hôm sau, bạn ấy quay trở lại, bắt tay vào làm việc. Những bông hoa gần như đã ngập nước, và cây cối thì cần phải cắt tỉa rất nhiều. Nhưng chúng kiên nhẫn chờ đợi Liam tìm giải pháp. Một tuần trôi qua, Liam thấy mình dường như trở thành một người làm vườn thực thụ. Những bụi cây bắt đầu hình thành một khu vườn. Những khu vườn bình thường chỉ ở gọn một chỗ, nhưng đây là một khu vườn khác biệt. Với hàng dặm đường tàu bỏ hoang, khu vườn cứ vươn dần ra trên đường tàu. Nó muốn khám phá. Đầu tiên là cỏ dại và rêu mọc lan ra xa. Chúng lan ra xa dần, rồi tiếp theo là những loài cây khó tính hơn. Một vài tháng trôi qua, Liam và khu vườn hiếu kỳ đã khám phá mọi ngóc ngách trên đường ray. Xuân qua, hạ tới, thu sang, Liam luôn chăm sóc khu vườn. Cho tới khi mùa đông đến, tấm chăn tuyết khổng lồ phủ lên cả thành phố. Lần đầu tiên từ khi trở thành người làm vườn, Liam không thể tới thăm những cái cây của mình. Nhưng thay vì dành thời gian lo lắng, Liam đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa xuân. Bạn ấy đọc thật nhiều sách, tìm hiểu về cách chăm sóc cây cối. Cuối cùng thì tuyết cũng tan sau 3 tháng mùa đông. Liam đến đường tàu, mang theo dụng cụ làm vườn. Mùa đông đã tàn phá khu vườn. Nhưng nhờ sự chăm sóc của Liam với những dụng cụ hiệu quả và ánh mặt trời mùa xuân, cây cối đã nhanh chóng thức giấc sau giấc ngủ đông. Khu vườn vẫn luôn muốn khám phá cả thành phố, và mùa xuân này thật là thời điểm thích hợp để nó thực hiện. Lại một lần nữa, cỏ dại và rêu lên đường trước. Chúng lan ra ngày càng xa khỏi đường tàu, rồi tiếp đến là những loài cây khó tính hơn. Khu vườn đặc biệt hiếu kỳ về những thứ xưa cũ bị bỏ quên. Một số cây mọc lan ra những nơi mà vốn dĩ không hề có cây cối. Chúng leo lên những bảng hiệu giao thông cũ, mọc trên những vòi nước hỏng. Một số cây khác thì cùng nhau bung hoa nở như có phép màu. Nhưng điều kỳ diệu nhất là có thêm những người làm vườn mới. Cây cối mọc ở đâu, lại có người chăm sóc chúng ở đó. Những em bé, những ông bà cụ, những chàng trai, những cô gái, khắp nơi phủ một màu xanh, cả thành phố là một khu vườn.
và ai ai cũng có thể là người làm vườn. Nhiều năm sau, cả thành phố đều bung nở sắc hoa, nhưng với Liam, nơi chốn mà bạn ấy thích nhất vẫn là đường tàu bỏ hoang, nơi mà khu vườn bắt đầu.